Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Hòa General nha các bạn. Thì ngày hôm nay trong video clip này mình sẽ tiếp tục chủ nhiệm vụ Hoàng Kim của tập trước nha các bạn. Thì tập này mình sẽ làm nhiệm vụ Hoàng Kim của phe trung lập từ cấp 30 đến cấp 39. Là bây giờ Phó Nam Băng nó kêu mình là đi khóa Hạc Lâm để mà giết Lưu Thiên Tượng nè các bạn, 201-199. Ok. Trước khi đi thì mình nhớ lại phái Thiếu Lâm Quyền nó có một cái đặc điểm hay lắm các bạn. Đó là boom đam của Thiếu Lâm Quyền bằng một cây chùy các bạn. Chùy trắng hay là chùy xanh gì cũng được ha. Tức nghĩa là các bạn sẽ mặc cây chùy này vào người ha. Các mang cây chùy này vào. Các bạn nhìn lực tay 210 đúng không? Lực tay hiện tại là đang 210. Mang cây chùy vào. Lực tay sẽ lên được 273 các bạn ha. Rồi. Bây giờ thì bỏ cái chì ra. Coi lại lực tay lên 638 nha các bạn. Cái này là mình không hề sử dụng định bài admin để sử dụng code hay là chip gì hết nha. Cái này là do lỗi game nha các bạn. Bơm lực tay của Thiếu Lâm Quyền lên nha. Bây giờ thì mình sẽ đi qua Cung Long Phái nha các bạn. Thì Cung Long Phái có đường đi lên khóa Hạc Lâm nha các bạn. Có đường đi lên khóa Hạc Lâm. Để xem bùm lực tay thì đánh ổn hơn không các bạn ha. Mình nghĩ chắc chắn là bùm lực tay thì sẽ đánh ổn hơn các bạn. Phải chi mà từ cấp mình 20 mà mình nhớ cái này thì đỡ biết mấy ha các bạn. Chơi từ tới cấp 32 rồi mới nhớ ra được ha. Ủa con nhiệm vụ ở đâu rồi ta? Nhớ đâu đây mà. Lâu quá chơi không chơi quên hết trơn. Để mình nhập cái tọa độ của nó vô nha các bạn. Cũng không nhớ chính xác, để mình nhập vô tọa độ của nó coi là bao nhiêu nữa mình nhớ lại coi. 201-199 các bạn. 201-199. Ok. Hệ thủy. Hệ thủy thì ok các bạn. Sợ hệ hỏa thôi chứ hệ thủy là vô tư. Hệ thủy là đánh khẽ re luôn như con bò cái xe luôn. Đó các bạn thấy không? Rồi ok rồi các bạn. Đó, nói chung lực tay này là ổn các bạn, đánh được khá khá rồi đó. Rồi thì bây giờ phải quay về gặp Phó Nam Băng các bạn. Rồi. Vậy là nhiệm vụ chính tuyến đã xong. Bây giờ mình qua Lâm An Nam để làm nhiệm vụ phụ tuyến nha các bạn. Đó, nó kêu qua gặp Liễu Nam Vân kìa. Thành đô ơi, qua Lâm An Nam chứ. Lâm An Nam, qua Lâm An Nam. Ok, nhiệm vụ phụ tuyến từ cấp 30 tới 39 ha. Rồi, bây giờ nó kêu mình đi sang Phượng Tường để gặp chủ nhân của Sông Hưng Tiêu Cục nha các bạn. Thì đi qua Phượng Tường Nam nha các bạn. Rồi. Ok. Qua Phượng Tường Nam, ông chủ Tiêu Cục. Rồi, nó kêu... đi tìm An U để giải quyết khó khăn. Rồi An U là hình như là ở chỗ ở phía Tiền Trang, đi qua một tí xíu nha các bạn. Nhân vật NPC An U. Đúng rồi.
Đó, nó cho áo dép nè. Rồi. Đó, nó cho hai cái áo dép của bay của Mỹ, của bắp luôn rồi các bạn. Mình sẽ đi bán bớt các bạn ơi. Full rương rồi, đi bán bớt. Rồi bây giờ mình nó nói là nhiệm vụ hoàn thành nhưng mà thật sự là chưa có hoàn thành đâu các bạn. Nó nói là nó có gợi ý cho mình là trên cái áo dép nó có khắc hình một cái trường thương phải không, là nó ám chỉ đến lãnh thương tiêu cục. Cái này ngày xưa các bạn mà làm á, ai mà đi tới khúc này là cứ tưởng là hoàn thành xong là bỏ nhiệm vụ ở đây nha các bạn ha. Nhưng mà thật sự là còn dài lắm, tới đây là còn dài lắm chứ chưa hết đâu. Để mình nhớ lại coi lãnh thương tiêu cục là ở đâu ta. Nó kêu mình là phải đi tìm lãnh thương tiêu cục. Hình như lãnh thương tiêu cục ở thành Đô Nam thì phải. Thành Đô Nam, để mình qua thành Đô Nam coi. Hình như là thành Đô Nam chỗ con tiêu cục này là nó có một nhiệm vụ nữa nè các bạn. Chính xác luôn các bạn. Đúng rồi. Đấy, ký ức ùa về chính xác luôn. Lãnh thương tiêu cục ở đây nè. Rồi nó kêu mình đi đánh 50 con khỉ xám ở Thục Quân Sơn này các bạn. Đó, đúng, chính xác luôn. Má ký ức đã ùa về rồi các bạn. 50 con khỉ xám ở Thục Quân Sơn. Rồi bây giờ phải đi qua Dương Châu Tây các bạn. Đi qua Dương Châu Tây để đánh khỉ xám ha. Nói chung là vẫn còn nhớ các bạn. Nói chung là những cái nhiệm vụ của tuổi thơ mà vẫn còn nhớ khá là kỹ các bạn. Nói chung là trí nhớ của mình vẫn còn tốt các bạn. Cái gì đó nó để lại ấn tượng quá sâu sắc là nhớ dai lắm các bạn. Rồi. Đánh ốc gì? Đánh khỉ xám để thu thập ốc khỉ các bạn. À, khỉ xám là con này nè, NPC có chữ là khỉ xám nè các bạn thấy không? Là phải quýnh đủ 50 con này. Đó các bạn không? Một con. Đó, khỉ xám. Ok các bạn, cái việc đánh khỉ xám khá là lâu lắc nha, nên cái chỗ này mình sẽ cắt bỏ bớt nha. Rồi. Sau khi đã giết được 50 con khỉ xám rồi thì bây giờ mình sẽ quay về tìm chủ tiêu cục ở thành Đô Nam nha các bạn. Đó, qua thành Đô Nam. Xong. Rồi, chính xác luôn. Nó kêu mình đi qua Côn Lôn Phái. Đó, kêu mình đi qua Côn Lôn Phái để đánh Hà Hoa Đạo các bạn, ba con nữ tặc Hà Hoa Đạo ở Côn Lôn Phái các bạn. Đúng rồi, nhớ rồi, nhớ lại rồi, nhớ lại rồi, chính xác là bây giờ phải đi qua Côn Lôn Phái các bạn. Bây giờ đi qua Côn Lôn Phái để đánh ba con nữ tặc luôn. Đó, Côn Lôn Phái đi cũng khá là xa nha các bạn, đi khá là lâu luôn. Chỗ có thác nước đó các bạn. À, có chỗ có thác nước mà mình cắm cờ nè. Đó là chỗ này là chỗ thác nước đó các bạn. Là sẽ có ba con NPC các bạn. À, chỗ có thác nước là sẽ có ba con NPC của nhiệm vụ này nha các bạn. Đó, đi tới đó. Cũng khá là xa luôn. Ok, cái việc đi bộ qua mình sẽ cắt bớt nha các bạn. Ok, gần tới rồi các bạn. Bây giờ thì gần tới rồi. Đó. Ghê chưa? Hà Hà Đạo Bích Ngọc. Ba con lận, con kia tên gì? Tăng Mộng các bạn. Hà Hà Đạo Tăng Mộng. Còn con kia, còn con ở dưới cuối nữa. Ba con lận. Hà Hà Đạo Như Yên. Má ba con NPC này mình phải giết hết luôn các bạn, phải giết hết ba con rồi luôn. Trời nó quýnh kìa, trời nó quýnh kìa.
Nó quýnh mình thấy thương luôn các bạn. Đó, các bạn thấy ghê không? Đó, bắt đầu nó chạy rồi các bạn. Đó. Sắp chết là bắt đầu nó chạy nữa các bạn. Con này thổ này đánh rác quá. Trời ơi, nó phóng cái phi tiêu xa dữ vậy ta. Ghê. Đáng quá này. Đó, thấy mình tới đánh nó chạy các bạn. Ừ, chạy đi. Ừ. Rồi lắc luôn. Rồi, xuống ngựa quýnh luôn. Xuống ngựa quýnh luôn cho nó thoải mái các bạn. Đứng trên ngựa hả? Tăng mộng. Trời ơi, ra con hệ hỏa kìa trời. Trời ơi, hỏa trưởng rác dở lắm nha. Thôi hệ hỏa thay em đi. Sợ con hệ hỏa lắm. Rồi Như Yên. Xong, giết ba em này nữa là xong. Đó, các bạn thấy chưa? Khủng khiếp thiệt. Cung Long Phái. Ồ, có cái thác nước nhìn đẹp quá. Ba em nữ tặc này ở đây đang tắm suối bị mình lại mình đánh các bạn. Ta muốn giết sạch đàn ông trong thiên hạ. Ừ, ghê chưa? Các bạn thấy chưa? Ta muốn giết sạch đàn ông trong thiên hạ. Khiếp. Rồi. Bây giờ quay trở về thành Đô Nam các bạn. Xong. Ba con NPC đó bị tiêu sư làm nhục. Xong rồi bây giờ đi cướp tiêu luôn. Ghê. Ok, vậy là xong rồi các bạn. Đó, vậy là nhiệm vụ phụ tuyến này là lãnh thương tiêu cục mà. Ok rồi các bạn. Rồi. Bây giờ sẽ quay về Liễu Nam Vân để phục mệnh. Thành Lâm An nó rộng ghê các bạn, đi khá là xa luôn. Chạy con ngựa giống như ngựa con. ngựa chạy cà lọc. Nhìn phát mệt. Ok. Về phục mệnh thôi. Để coi nó cho cái gì ta. Cho ok, trang bị hoàng kim. Cho cái áo chắc. Cho cái áo. Áo của mía. Áo kim phong của mía. Rồi, tiếp theo là cái gì? Rồi, cái nhẫn kim phong cũng của mía luôn. Dục. Chắc hết rồi, xong rồi. Ok các bạn, vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ trung lập từ cấp 30 cho đến cấp 39 nha các bạn. Đó, các bạn F12 đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của mình. Các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để xem được những video clip mới nhất nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video clip nhiệm vụ Hoàng Kim tiếp theo nha. Ok, chào tạm biệt.